Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị, theo số liệu thống kê mới nhất từ Tổng cục Phòng vệ tỉnh Quảng Đông, vào lúc 7 giờ sáng ngày thứ Tư, mưa lớn liên tục đã khiến sông Ngô Giang 70 năm mới xảy ra lũ lụt. Từ hôm thứ Ba đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 26 người chết và 4 người mất tích do mưa lớn. Theo thống kê, từ 19 giờ tối ngày thứ Ba đến 7 giờ sáng ngày thứ Tư, trên địa bàn tỉnh có 314 trạm có lượng mưa vượt quá 80mm và 103 trạm có lượng mưa vượt quá 150mm. Trong đó, trạm có lượng mưa lớn nhất là trạm Thiên Kình 299mm, thị trấn Đoạn Phần, thành phố Đài Sơn, thành phố Giang Môn là 235mm. Vào lúc 0 giờ đêm ngày thứ Tư, mực nước đỉnh lũ xuất hiện tại trạm Ngô Giang, Lạc Dương là 92,12m, cao hơn mực nước cảnh báo 4,92m, lưu lượng dòng chảy tương ứng là 5.300m3 trên giây, gần bằng mức lũ lụt 70 năm một lần. Thành phố Lệ Giang bị ngập lụt và 100.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Mực nước đỉnh lũ là 95,48m đã xuất hiện tại trạm Liên Giang, Liên Huyền, cao hơn mực nước cảnh báo 4,48m. Ngoài ra, vào lúc 7 giờ sáng ngày thứ Tư, mực nước của ga Tây Giang Vũ Châu, ga Đức Khánh và ga Thiều Quan Bắc Kinh, nhà ga Ưng Đức và ga Thanh Nguyên đều vượt quá mức nước cảnh báo. Hiện tại, mức nước sông Ngô Giang đã bắt đầu giảm dần. Kể từ hôm thứ Ba tuần trước đến nay, 20 người chết và 4 người mất tích ở Quảng Đông do mưa lớn, bao gồm 14 người ở Thâm Quyến, 2 người ở Thiều Quan, 2 người ở Hà Nguyên, 1 người ở Thanh Viễn và 1 người ở Thiều Quan. Tính đến chiều ngày thứ Tư, mưa bão và lũ lụt liên tục đã khiến 17 thành phố ở Quảng Đông với dân số 2,22 triệu người bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau và 20 người chết, giao thông ở một số khu vực bị gián đoạn. Theo thống kê từ Bộ Chỉ huy Phòng thủ tỉnh Quảng Đông, lúc 4 giờ chiều ngày thứ Tư, từ hơn 20 ngày qua, hầu hết các khu vực của Quảng Đông liên tục hứng chịu lượng mưa lớn gấp nhiều lần. Có 5 điểm mưa vượt 1.000mm, 424 điểm mưa vượt 500mm, diện tích mưa 53.000km2. Mưa lớn và lũ lụt đã gây ra các mức độ thiệt hại khác nhau ở các vùng của Quảng Đông. Theo thống kê của Tổng cục Phòng thủ tỉnh Quảng Đông, tính đến ngày thứ Tư, ngoài Sán Đầu, Sán Vệ, Triều Châu và Yết Dương ở phía đông Quảng Đông, 17 thành phố trên cấp quận, 60 huyện và 459 thị trấn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dân số 2,22 triệu người bị ảnh hưởng và 20 người chết. Các thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Quảng Đông là Thiều Quan, Mậu Danh và Dương Giang, gần 100.000 dân thành phố Lạc Dương, Thiều Quan cần di rời. Bộ Chỉ huy Quốc phòng tỉnh Quảng Đông đã khẩn trương điều động Lữ đoàn 3 thuộc đội thuyền nhẹ dân quân phòng chống lũ lụt và cứu hộ cứu nạn tỉnh, mang theo 10 thuyền xung kích đến thành phố Lạc Dương để thực hiện nhiệm vụ di rời mọi người. Theo Hoàng Bạch Thanh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Phòng thủ tỉnh Quảng Đông kiêm Giám đốc Cục Bảo vệ Nguồn nước tỉnh, theo dự báo thủy văn, trạm thủy văn Tây Giang Cao Giao sẽ có lưu lượng tối đa 49.000m3 mỗi giây vào ngày thứ Năm, xảy ra một lần trong hơn 30 năm. Nếu lượng mưa tiếp tục lớn, rất có thể xảy ra lũ lớn ở sông Tây Giang. Cùng với lượng mưa lớn liên tục ở Hồ Nam, Quảng Tây, Giang Tây và các tỉnh và khu vực khác, lượng xả lũ ở thượng nguồn đã tăng lên, dẫn đến áp lực kiểm soát lũ ở đông và bắc sông Quảng Đông tăng lên. Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ, các sông vừa và nhỏ ở vùng núi phía bắc Quảng Đông sẽ lên xuống mạnh. Các sông ven biển bị thủy triều cản trở, thoát nước kém, đê bao sẽ bị tràn, sạt lở sẽ gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở một số khu vực. Tỉnh ủy Quảng Đông và chính quyền tỉnh rất coi trọng tình hình lũ lụt và công tác phòng chống lũ lụt hiện nay, đồng thời yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp ở Quảng Đông và các ban ngành liên quan làm tốt công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai và làm mọi việc có thể đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Tổng cục Phòng vệ tỉnh Quảng Đông đã cử 6 tổ công tác đến Dân Giang, Thiều Quan và các khu vực bị thiên tai khác để kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt. Đến chiều ngày thứ Tư, tổng cộng 123.000 người ở tỉnh Quảng Đông đã được di chuyển đến nơi tránh trú an toàn, trong đó có 78.000 người từ thành phố Lạc Dương. Hiện tại, không có mối nguy hiểm hoặc tai nạn lớn nào ở các hồ chứa và các con sông lớn ở tỉnh Quảng Đông. Theo Tổng cục Phòng vệ tỉnh Quảng Đông, vào lúc 18 giờ ngày thứ Ba, mực nước tại trạm Anh Đức trên dòng chính của sông Bắc Giang là 29,46m, cao hơn 3,46m so với mực nước cảnh báo.
mực nước tại trạm Lạc Sương trên sông Ngô Giang là 91,77m, cao hơn mực nước cảnh báo 4,57m. Mực nước tại ga huyện Giang Liên là 94,81m, cao hơn mực nước cảnh báo 3,81m. Theo dự báo thủy văn, lưu lượng tại ga Ngô Giang Lạc Sương sẽ đạt 5.800 mét khối mỗi giây vào đêm muộn ngày thứ ba, gần với sự kiện 70 năm mới có một lần, nhiều hơn một lần trong hơn 30 năm. Theo chính quyền thành phố Lạc Sương, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, tính đến chiều ngày thứ ba, tổng cộng 14 thị trấn trong thành phố bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, với hơn 8.000 hecta hoa màu bị ngập lụt, 53 ngôi nhà bị sập và 23 vụ sạt lở đất khiến tỉnh lộ 247, 248 và giao thông trên 15 tuyến đường giao thông nông thôn bị gián đoạn, 30 hồ chứa ở Sơn Đường bị hư hại, 28 công trình thủy điện bị hư hại và hơn 38.000 người phải di chuyển. Sau thảm họa, Thành ủy Lạc Sương và chính quyền thành phố đã hành động nhanh chóng và ban hành thông báo khẩn cấp, yêu cầu tất cả các thị trấn, tiểu khu, văn phòng và các đơn vị liên quan nỗ lực hết sức để ngăn chặn lũ lụt và đảm bảo an toàn trong lũ lụt. Sáng ngày thứ ba, Bí thư Thành ủy Lạc Sương Hà Duy Thanh, thị trưởng Lý An Bình và các quan chức liên quan vội vã đến bờ sông Vu Giang để kiểm tra tình hình lũ lụt và nghiên cứu triển khai, đồng thời đưa ra kế hoạch khẩn cấp cấp 2 để phòng chống lũ lụt đô thị ở thành phố Lạc Sương và tổ chức nhân sự để sơ tán những người bị mắc kẹt. Tình hình chống lũ ở Quảng Đông đang rất nghiêm trọng. Chính quyền tỉnh yêu cầu đảm bảo không để thủy điện hồ chứa bị sập. Theo thông tin về thảm họa mưa lớn do Bộ Chỉ huy Phòng thủ tỉnh Quảng Đông báo cáo vào ngày thứ Bảy, lượng mưa lớn liên tục đã khiến tổng cộng 1,5 triệu người ở 7 thành phố, bao gồm cả Hà Nguyên bị ảnh hưởng. Theo thống kê, từ một tuần qua, 7 thành phố, 19 quận và 177 thị trấn ở tỉnh Quảng Đông, bao gồm Hà Nguyên, Huệ Châu, Sán Vĩ, Trung Sơn, Dương Giang, Mậu Danh và Vân Phù, có 150,691 triệu người bị ảnh hưởng. Mưa lớn cũng đã làm 1.532 ngôi nhà bị sập, 87,473 hecta hoa màu bị ảnh hưởng. Do thiên tai, 156 doanh nghiệp công nghiệp và khai thác mỏ phải đóng cửa, 17 đường cao tốc bị gián đoạn, 258,875 km nền đường bị phá hủy, 26,3 km đường dây tải điện bị hư hỏng, 12 hồ chứa nhỏ, 294 kè và một nhà máy điện bị hư hại. Trước đó, phía Tây Quảng Đông tiếp tục có mưa lớn, từ 2 giờ sáng đến 8 giờ sáng ngày thứ Hai, mưa lớn tiếp tục diễn ra ở ranh giới phía Bắc thị trấn Bắc Giới, thành phố Tân Di, Mậu Danh với lượng mưa 183,5mm. Mưa xối xả tập trung đã gây ra lũ quét ở thành phố Tân Di, ảnh hưởng đến 19 thị trấn, gây ra 368 vụ lở đất, 186 đường bị sập và 156 ngôi nhà bị sập. Một vụ lở đất ở thành phố Tân Di đã giết chết 11 người. Sau thiên tai, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai khẩn cấp, cử các tổ công tác xuống vùng thiên tai chỉ đạo công tác cứu trợ thiên tai. Tổng cộng hơn 5.500 cán bộ cứu trợ thiên tai đã được điều động, 2.500 người được di dời và tái định cư, 83 tình huống nguy hiểm đã được đưa ra xử lý kịp thời. Hiện tại, mưa ở thành phố Tân Di đã yếu đi và nước lũ trên núi đã giảm bớt. Theo Cục Thủy văn Quảng Đông, từ 8 giờ sáng thứ Bảy đến 12 giờ trưa ngày Chủ nhật, có mưa to đến rất to ở một số khu vực của Thanh Viễn, Mậu Danh, Triệu Khánh và các thành phố khác ở Quảng Đông. Toàn tỉnh có 122 trạm thủy văn có lượng mưa lớn vượt quá 70mm, 22 trạm thủy văn có lượng mưa lớn vượt quá 150mm, trong đó trạm Thiên Tân ở thị trấn Nghiêu An, thành phố Liên Châu, Thanh Nguyên có lượng mưa lớn nhất là đạt 344mm. Hôm Chủ nhật, tình trạng nước của các con sông chính ở tỉnh Quảng Đông ổn định và không vượt quá mực nước cảnh báo. Trong số 32 hồ chứa quy mô lớn quan trọng nhất của tỉnh được kiểm soát, chỉ có hồ chứa Hợp Thủy hiện đang xả lũ và còn lại chưa phát hiện có hiện tượng vượt giới hạn lũ. Theo phân tích của Tổng cục Phòng vệ tỉnh Quảng Đông, trong vài ngày tới, luồng không khí ấm ẩm Tây Nam hoạt động mạnh, rãnh áp cao hoạt động mạnh, vành đai mây mưa lớn áp sát về phía Nam và Quảng Đông và mưa sẽ tăng trở lại ở hầu hết tỉnh Quảng Đông. Từ ngày Chủ nhật đến thứ Hai, Thiệu Quan, Thanh Nguyên, Triệu Khánh, Vân Phù và Mậu Danh có mưa to đến rất to, mưa to cục bộ ở Hạ Nguyên, Trạm Giang và phía Bắc của đồng bằng Châu Giang có mưa vừa đến mưa to, các thành phố khác và các quận có mưa rào hoặc dông. Ngày thứ Ba, hầu hết các vùng thuộc tỉnh Quảng Đông có mưa rào hoặc dông vài nơi, có nơi mưa rất to. Mưa xối xả liên tục cũng đã ập đến Trùng Khánh, khiến gần 260.000 người ở 6 quận, huyện của thành phố bị ảnh hưởng. Theo tin tức từ Văn phòng Trụ sở Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Trùng Khánh, mưa lớn đã đổ xuống 9 quận và huyện của Trùng Khánh. Mưa lớn đổ xuống Ô Long với lượng mưa tại khu vực lớn nhất lên tới 214,9mm.
Theo các báo cáo, trong 2 ngày qua, Trùng Khánh thường có mưa từ nhẹ đến trung bình và mưa to đến rất to đã đổ xuống khu vực trung tâm và đông nam của Trùng Khánh. Quận Tây Sơn và Trường Thọ và 9 quận khác có mưa lớn đã đổ xuống và lượng mưa lớn nhất ở Hữu Dương là 199,9mm. Mưa lớn đã đổ xuống quận U Long và lượng mưa hàng ngày tại ga Kết Long lên tới 214,9mm. Theo giám sát của Cục Thủy văn, lượng mưa liên tục và xả lũ từ các hồ chứa thượng nguồn không ảnh hưởng đến tiềm năng nước của sông Dương Tử và sông Gia Lăng ở Trùng Khánh. Hai sông không xảy ra lũ lớn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của lượng mưa lớn ở phía đông nam, sông Ngô Giang sẽ trải qua quá trình xả lũ. Theo Cục Thủy văn, mực nước đỉnh lũ tại trạm Gu Long đạt 179,14m. Từ 23 giờ đêm ngày thứ Bảy đến sáng sớm hôm sau của ngày Chủ nhật, tăng khoảng 4,4m so với 8 giờ sáng ngày hôm trước. Theo thống kê, trận mưa xối xả đã gây ra thảm họa ở 6 quận huyện của thành phố với dân số 253.800 người, diện tích hoa màu là 13,4 nghìn hecta, tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp là 21 triệu nhân dân tệ. Đài quan sát khí tượng Hàng Châu đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu cam vào lúc 6 giờ 16 phút sáng Chủ nhật. Theo thông tin về tình hình lũ lụt, Văn phòng trụ sở kiểm soát lũ lụt và án hán thành phố Hàng Châu đã đưa ra phản ứng khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 3. Trụ sở kiểm soát lũ lụt khu vực đô thị thành phố đã đưa ra phản ứng khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 2 và Kiến Đức và Thuận An đã đưa ra một ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 2. Đài quan sát khí tượng Hàng Châu nhắc nhở, do ảnh hưởng bởi sự di chuyển về phía đông của vùng mưa lớn, Hàng Châu sẽ tiếp tục có mưa to và mưa lớn cục bộ từ ngày đến đêm và ngày mai. Được biết, quá trình mưa bắt đầu từ chiều 3 ngày trước đó, tính đến 18 giờ chiều ngày thứ Bảy, lượng mưa trung bình toàn thành phố là 142,1mm, trong số đó Thuận An 181,5mm, Kiến Đức 179,8mm. Trạm hồ chứa Thuận An thành phố Hồng Kỳ, lượng mưa tối đa là 261,5mm. Trạm Công Thần Kiều Lượng mưa tối đa là 181mm, có 41 trạm lượng mưa của thành phố vượt quá 100mm. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.